往事根本无对错，为何要我来回解释这么多？逃避一些影像如没发生过，让我暗黑中你了座，你没身份来伴我，全忘对错，重编昨夜的过。谁在主宰黑白，谁人罪恶更多，缠着我未半因果，究竟为何？Những việc chúng ta cần bảo vệ ngày hôm nay, Mr. Shaw, là một nghị viên. Mục đích chính của ông ấy khi tới Hồng Kông lần này là để tham gia hội nghị mang tính quốc tế, đồng thời cũng là dịp để ông ấy ghé thăm nước ta. Ông đốc sát Âu Dương Thông, tôi bảo vệ yếu viên. Dựa vào thông tin đáng tin cậy mà chúng ta nhận được, Mr. Shaw từng có tranh chấp với vài tổ chức tà đạo tài chính quốc gia của ông ấy. Thậm chí từng xuất hiện lời đồn tổ chức này nuôi ý đồ mưu sát ông ấy. Dự đoán cấp độ bảo vệ lần này của chính phủ thuộc cấp độ vừa. Hy vọng mọi người trong lần hành động này phải thật sáng suốt và cẩn thận, đã hiểu chưa? Thật xin lỗi bắt các anh chở tôi ghé thăm các bạn nhỏ đột xuất, đã làm phiền các anh rồi. Không sao đâu, không phiền, không thấy phiền chút nào. Hiếm thấy Mr. Shaw có lòng thương người như vậy. Nghe nói trung tâm di động Phúc Khang Chi Tâm vừa rồi được ông tài trợ riêng, không phải nào. Colin, trên tuyến đường Sơn Ba Lương Định sẵn, nghi ngờ của người thả đèn trời. Có chiếc đèn trời bị rơi xuống gây cháy rừng, đã thông báo đội chữa cháy. Bây giờ đồng điều đó tạm thời bị phong tỏa, có yêu cầu thay đổi tuyến đường khác hay không? Over. Phong linh đội B, tuyến đường ban đầu gặp sự cố phải tạm phong tỏa. Đội B chạy thử tuyến đường dự bị xem có an toàn hay không. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, con đường phía trước đang có tai nạn giao thông, kẹt xe thôi. 48 gọi xếp quách, tuyến đường B ổn. Các đơn vị chú ý, bây giờ chuyển sang chạy tuyến đường B. Các đơn vị chú ý, hãy chú ý quan sát thật kỹ. Cảnh lúc đó sương mù mịt mờ, người cổ trang đó cưỡi con ngựa xông thẳng tới chúng tôi, ghê lắm. Vậy ngay phút giây đầu tiên anh có cảm thấy Hoàng Dị Ca hiển lên hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Anh mà không. Nhưng mà sếp mong thì tôi không chắc. Hoàng Dị Ca từ đâu ra vậy? Nhìn phát biết ngay Hoàng Dị Ca đó là Đinh Gia rồi. Ông ấy nói họ đang quay phim cổ trang ở trên núi, nhưng không biết con ngựa bị cái gì đó làm cho hoảng sợ, nên mới đèo luôn ông ấy rồi cắm đầu mà phóng như vậy đó. Đừng có chút xíu khúc mắc. Nhưng trước sự thay đổi lịch trình đột xuất của VIP, nhiệm vụ ngày hôm nay có thể hoàn thành thuận lợi. Cũng phải cảm ơn sếp Quách và cả những anh em tham gia hộ tống. Thành thật mà nói, G4 các anh chở theo VAB mà cũng xảy ra những chuyện như vậy, đúng là cũng sợ thật. Chức vụ của sếp ông cũng được xem là cao mà, sao phải phụ trách lái xe vậy? Nghe nói hình như người phụ trách lái xe đó bị đau bụng đột xuất, chính sếp ông giơ tay tự nguyện làm tài xế đó. À, tôi nhớ ra rồi,
hình như sếp tới sẽ có buổi phỏng vấn lên chức chung với sếp Dương Thông cùng tổ. Cháu muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt sếp lớn rồi. Bây giờ là phỏng vấn lên chức đó, phải nhờ thực lực kia mà. Sếp Quách, về phần nhân lực mà anh sắp xếp tại khách sạn, tôi cảm thấy không có đủ cho lắm. Tôi muốn anh phối hợp thêm nữa, mở rộng phạm vi khống chế lượng xe ra vào quanh khu vực khách sạn. Số nhân lực mà tôi đưa ra là đối ứng với cấp độ an toàn ngoại giao của VIP mà sắp xếp. Sếp Lý, chúng tôi yêu cầu sếp Quách tăng cường nhân lực, thật ra thì cũng có lý do đó. Phải rồi, mong nè. Hay là anh giải thích thêm cho các sếp lớn nghe đi. Mr. So này đó cũng rất là phiền phức lắm. Ở tại quốc gia của mình đã có không ít bài báo nói về ông ấy rồi. À, vụ ông ấy và tà đạo đó đúng không? Phải đó. Không phải mọi người đều tin những bài viết của mấy tạp chí lá cải đó chứ hả? May mà không phải chỉ có một mình tôi cho rằng như vậy. Nếu như mọi người không có ý kiến gì nữa thì duy trì cách sắp xếp ban đầu của tôi được không? Cảm ơn. Qua đâu? Sếp Bảo Dương, ok. Mr. Shaw, có thể vào được rồi. Sếp Âu Dương. Sếp Mục. Mr. Shaw, tôi về trước đi, ngày mai gặp. Ok, thank you. Bye bye. Vào cho anh. Ok. Sếp Mục, chút nữa tôi có bạn tới đây thăm tôi. Ok. Cảnh sát! Điên! Cảnh sát! Anh làm gì ở đây? Tôi là phóng viên mà. Thẻ phóng viên đâu? Điên! Anh làm gì ở đây? Thì chụp ảnh. Tại sao lại chụp căn phòng này? Chụp ảnh cũng phạm pháp sao sếp? Nhưng đây là khu vực riêng tư. Nhìn bộ dạng của anh, các chưa được phép đã tùy tiện xâm nhập khu vực này. Lập tức thu dọn đồ đạc rồi khỏi đây. Tên phóng viên người nước ngoài chụp ảnh đó thì ra cố tình đi theo tới Hồng Kông mới theo dõi được vụ vụng trộm. Công nghệ bây giờ đúng là lợi hại ghê đó. Vừa mới chụp đây thôi, về một cái đăng lên trên mạng cả thế giới đều biết. Nghe nói VIP đó sau khi nhìn thấy tấm hình đó đột nhiên mất tích rồi. Tôi còn nghe nói là nếu như tôi là mọi người thì sẽ không phát biểu ý kiến cá nhân ngay lúc này. Các anh hãy nhìn hướng 12 giờ của tôi đi. Mời qua kia, mời qua không kia. Không vào được đâu. Có phải Mr. So không? Ở chỗ này vô mới làm mới đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Thưa anh, đường này vào không được đâu.
dẫn tôi tới phòng an ninh. Được. Sếp, thật ra Mr. So có phải đã mất tích rồi không? Các anh phóng viên báo đài, làm việc các anh chờ trong khu vực được phỏng vấn đi. Mời bên này. Sao có người to lớn như vậy, dưới sự bảo vệ của các anh, cũng mất tích được vậy chứ? Tất cả là tại anh. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được rồi có phạm vi theo dõi một giây nào hết. Sếp, các anh tìm thấy chưa vậy hả? Dương, sorry sir, tôi có phát hiện. Tôi là đoàn phim này. Dương, sếp, biết tại sao? Biết ông ta đã đi đâu không? Phòng 1108. Thông báo, VIP đang ở phòng 1108. Thật không ngờ ha, chỉ vì vài bức ảnh mà VIP của chúng ta chơi trò mất tích. Tâm lý ông ta còn kém quá đi. Ông ta nghĩ được cái cớ bồn cầu chảy nước, dụ tất cả các anh vào trong phòng vệ sinh, chúng kế điều hổ ly sơn. Sếp Quách, nếu như muốn truy cứu chuyện này, anh là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Tôi đã nói với anh từ đầu rồi, là phải mở rộng phạm vi bảo vệ. Nếu không thì tên phóng viên đó đâu thể dễ dàng lấy sân thượng chụp lén. Rất may nhân viên G4 chúng tôi nhạy bén, kịp thời chặn được tên đó. Nếu không thì không biết còn bao nhiêu tấm ảnh được tung ra ngoài. Sếp Châu, vụ này không thể dễ dàng bỏ qua đâu. Tình hình trước mắt, trước khi chuyện này chưa bị phanh phui, phải xử lý xong. Nếu không chuyện này có thể trở thành khủng hoảng ngoại giao bất cứ lúc nào. Yes sir. Bây giờ có phải phía cảnh sát cũng không biết sao đã đi đâu rồi không? Giống ông ấy đi. Phía cảnh sát không có thông tin chính thức đâu. Chúng tôi trả lời cái gì sao nha? Cho chúng tôi phỏng vấn ông ấy đi. Chúng tôi lại vậy? Nè, tôi đã nghĩ được một cách ép ông ta và cô gái kia cùng nhau xuất hiện rồi. Mr. So, ông chạy trốn, những người ngoài kia tưởng là ông bị mất tích. Chúng tôi phụ trách bảo vệ cho ông, cả đội đều phải chịu trách nhiệm đó. Hay là ông bịa ra chuyện gì đó, giải tán bọn phóng viên đi. Không sai, chúng tôi không kéo dài được lâu đâu. Tôi cho các người biết, tôi sẽ không vì chuyện này mà gặp bọn phóng viên. Tôi là khách của các người, các người không có quyền ép tôi làm. I have no idea. Anh muốn dùng trà không? Cũng được, cảm ơn. Hèn gì, mình đã hiểu tại sao Mr. So phải mạo hiểm tính mạng như vậy để tới đây gặp cô ta. Colin, nhận được tin báo nghi ngờ có người đặt bom ở khách sạn. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Mr. So, ở những tình huống thông thường khác, đúng là chúng tôi không có quyền ép ông làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà bây giờ, cấp độ an ninh của ông đã được nâng cấp lên cao hơn. Chúng tôi đã xác định rồi, có người báo án đã đặt bom trong khách sạn. Chúng tôi tin rằng mục tiêu họ muốn đối phó chính là ông. No. Yes. Chúng tôi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đưa hai vị ra khỏi khách sạn. Hai vị phải phối hợp. Sau khi những tấm ảnh được phơi bày, vẫn chưa hề thấy Mr. So xuất hiện. Nè Keo, có mặt tại hiện trường báo cáo. Có thể cho biết Mr. So đang ở đâu không ạ? Nè, lùi lại giùm, cảm ơn. Xin lỗi mọi người, để mọi người chờ lâu. Bây giờ ông So đang ở đâu? Có thật khách sạn đã bị đặt bom được không? Người phụ nữ ở cùng với Mr. So có phải vợ của đối thủ ông ấy hay không hả? Để tôi trả lời câu hỏi quan trọng nhất chưa đã. Liên quan tới việc trong khách sạn có bom,
chuyện này chỉ là giả thôi. Còn viên nghi phạm đã báo án giả, cảnh sát cũng đã bắt được hắn rồi. Vậy bây giờ ngài nghị viên đang ở đâu vậy? Nhằm bảo đảm sự an toàn, chúng tôi đã đưa Mr. So rời khỏi khách sạn, chuyển tới một nơi an toàn hơn. Đúng rồi. Dạ. Mr. Show. Không được quay, không được quay. Xin ông nói vài câu với những người đang xem livestream. Ông với người phụ nữ kế bên có mối quan hệ gì? Hai người chúng tôi không có quan hệ gì. Vậy cô ta là người gì? Hát ba gọi lên tổng đài, bây giờ xuất phát. Tôi cũng giống như cậu vậy, muốn được cùng Mr. Saw. Có buổi phỏng vấn độc quyền dành cho phóng viên mà. Chết tiệt. Anh hay lắm. Khách ba gọi lên tổng đài, VVIP đang được đưa đến sân bay an toàn. Hết. Bây giờ an toàn rồi. Cảnh viên Trần Vĩnh Hy, đô hộ tống cánh đội, Bộ Giao thông trong Cửu Long, đội chấp pháp và quản chế. Sếp Hùng, họ đã họp gần cả tiếng rồi. Không biết sếp Lý còn làm giống như là lúc ở trong thang máy, bắt sếp Quách chịu trách nhiệm hay không? Nếu như sếp Quách phải chịu trách nhiệm, tôi nghĩ chắc là phải kiếm người gánh phụ mà thôi. Sếp mong ha. Sơ, có giỏ trái cây tặng mọi người nè. Cảm ơn. Vậy tôi đi làm trước đây. Cảm ơn. Wow, là Mr. So tặng đó. Tôi rất cảm kích mọi việc các anh làm, còn phải đặc biệt cảm ơn sếp Âu Dương nữa nè. Anh đã giúp ông ấy không ít đó. Đem đi dán lên bảng đi. Dạ rõ. Sếp Dương Thông, sao anh hay vậy? Biết vụ đặt bom là giả hả? Theo như thông thường mà nói, khi nghe có bom, di tản là quy trình tiêu chuẩn thôi mà. Lỡ như di tản, không ai ở lại, lập tức phải rời khỏi khách sạn. Mấy kế sách này chắc chắn do bọn phóng viên nghĩ ra rồi. So easy. Thì đó, có gì khó chứ, chỉ có anh không nghĩ ra thôi. Sếp Dương Thông, biệt danh bộ đảo siêu cấp của anh, trong đội cảnh sát này không có ai không biết đâu. Vì đồng nghiệp này, anh cũng đừng nói vậy nha. Anh nói vậy, tức là chối bỏ mọi cống hiến của sếp Mông luôn rồi. Lại gì nữa hả? Tôi khen anh thôi mà sếp Mông. Đó, cái cô mà anh tìm về, giả làm bạn gái của Mr. Shaw, cũng cỡ bà dì lận đó. Lớn tuổi thật đó nha. Đã được 70 tuổi chưa vậy? Vậy mà anh cũng tìm ra được nữa. Chưa 70, 60 thôi. Anh nói có là có sao, có bao nhiêu người cho anh chọn. Nếu vậy càng phải khen anh nhiều hơn rồi. 60 tuổi, trang điểm lên như 70 tuổi vậy. Kiếm người trang điểm thi thể cho bà hả? Tháo bỏ khăn đội đầu, tháo bỏ luôn cặp kính râm nữa. Đúng là không ai sánh bằng K.O. Sheesh. Chết. Sếp Lý, mọi việc ổn chứ? Sếp Quách, sếp lớn khen đội G4 của các anh làm rất tốt. Thank you, sir. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của sếp Quách thôi. Làm việc đi. Đủ rồi.
rồi nha, lắc đủ gì vậy? Tôi chặn được anh rồi nè. Cậu biết truyền bóng không vậy? Mấy ngày hôm nay, cả đông Cửu Long ai cũng đang nói về chuyện quay phong của anh hết. Cậu nói phét thì hay nhất rồi. Lại nói bản thân mình là người tiếp cận thông tin gần nhất, đem chuyện thị phi ra đổi giác sao? Anh tưởng là tôi khờ hay sao? Anh đắc tội người ta nhiều vô số kỹ. Đắc tội nhiều người như vậy, tôi đâu có tự đạo mộ chung mình nói là sống chung với anh. Mà nè, nói gì thì nói, Mr. So đó đến đây gặp bạn gái thôi mà, cần gì sợ bị người ta chụp ảnh tới như vậy chứ? Không phải là bạn gái, mà là người tình. Người tình hả? Người phụ nữ này tên Luna, nói cách khác cũng chính là bà William. Bà Williams, cô ta có chồng rồi mà. Chồng cô ta, ông William, chính là đối thủ của Mr. Shaw. Không phải dữ dằn vậy chứ? Dữ chứ. Vậy là chồng của cô ta cũng biết hả? Biết mà. Ở ngoài nói Mr. Shaw có liên quan tới tổ chức tà đạo, cũng là ông William này tung tin ra quậy ông ta thôi. Anh em quên đã. Gì vậy? Vậy sao nói tà đạo đó cho người ám sát ông ta chứ? Mr. Shaw lúc gia nhập tổ chức tà đạo mới 16 tuổi, 16 tuổi rưỡi đã rút khỏi tổ chức rồi, 30 năm sau mới cho người ám sát ổng làm cái gì? Ồ. Cả hai đều là chính khách, lại là đối thủ. Nếu đồn ra ngoài, không dễ nghe chút nào, cộng thêm một từ nữa, là quê. Hèn gì mà Mr. Shaw đó, biết rõ là chồng người ta quậy cũng không dám lên tiếng, bởi vì ông ấy biết mình dụ dỗ vợ của người ta trước. Nè cậu kia, chú ý ngôn ngữ cơ thể của cậu một chút nha. Nếu như sáng mai thức dậy phát hiện trên cơ thể mình thiếu mất đi một thứ, cũng chính vì cái động tác này mà ra đó. Thì đúng là vậy mà, tôi thật sự không hiểu. Thế gian này thiếu gì phụ nữ mà không thích, cứ phải thích vợ người ta mới được chứ. Bộ chén cơm bằng cái bên ngon hơn hay gì? Chưa từng trải, cậu biết được bao nhiêu chứ, nói cậu cũng không hiểu đâu. Xem ra anh rất có kinh nghiệm đó ha. Lại nhiều chuyện nữa chứ gì? Anh hỏi tôi thôi nha. Làm ơn anh ngày thường bớt nói sốc lại đi. Dù gì sếp mông cũng ngang hàng với anh kia mà. Lúc nào anh cũng nói sốc như vậy thì thiệt là... Sếp mông thôi chứ gì? Cậu có biết không? Nó khoe đồng hồ, khoe xe, khoe mẻ, tôi cũng coi như không thấy gì. Bây giờ nó tới trước mặt sếp lớn, khoe nó ngu luôn kìa. Tôi nhịn được tôi còn là tôi nữa sao? Tuy là anh ta có hơi ngu thiệt đó, nhưng mà giờ cả hai cùng phỏng vấn lên chức, lỡ như anh ta lên chức anh không được lên, sẽ cưỡi cổ anh đó. Tôi không tin mấy chuyện lỡ như đâu, trừ phi tất cả sếp lớn bị mù hết thôi, rồi hoặc là tôi đột nhiên vướng phải rắc rối to cỡ nào đó thôi. Vì vậy, trên thế giới này không có mấy chuyện lỡ như xảy ra được. Chỉ sợ là việc không may xảy ra bất ngờ mà thôi. Ok, tôi với cậu cá cược nè. Nếu như cái miệng thúi của cậu mà nói trúng thì tôi miễn cho cậu 1 năm tiền nhà nha. Anh nói đó nha, vậy tôi không ngại thối mồm đâu. Nè, nói gì nói, tháng này cậu chưa trả tiền nhà cho tôi. Thứ sáu tuần trước đưa cho anh rồi mà. Tôi biết chắc chắn cậu sẽ nói vậy mà. Tự nghe đi. Hôm nay thứ sáu, 10:37, Tần Vĩnh Hy đã đưa tôi tiền nhà tháng trước. Anh thu âm lại. Tôi hỏi cậu, tôi cho cậu thuê căn phòng bao nhiêu tiền? 2,000 đô. Vậy thì mau trả tiền nhà đi, đừng có giở trò nữa. 2,000 đô, cậu ra ngoài tìm chỗ để giường còn không có. Thì tháng trước vừa mới mua xe cho nên mới đưa trễ một chút thôi mà. Huống gì 2,000 đô đối với anh mà nói chuyện nhỏ thôi mà, cần gì phải thu âm lại như vậy? Tôi thu âm lại vì tôn trọng cậu, tôi xem trọng cậu, hy vọng cậu giờ giờ phút phút cũng phải nhớ là một người có chữ tín và là một người có trách nhiệm. Thực ra, tôi là một người lấy đức báo oán thôi. Để tôi nói nhỏ cho cậu biết nha. Tôi đã hầm một nồi đuôi bò, dùng lửa nhỏ nấu chậm chậm. Cô muốn thử không nè? Wow, thành công rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Mấy chuyện nặng nhọc cứ giao cho tôi làm. Hình như hồi nãy tôi có nghe ai đó nói việc nhà do người đó phụ trách, không kiêm luôn đổ rác sao? Anh còn nói nữa hả? Đã nói với anh mấy lần rồi là thấy cái thùng rác lớn một chút rồi mà. Nè cậu Tân à, logic thông thường cậu còn chưa hiểu được, còn dám nói tư tưởng ngược với tôi sao? Rác ít hay rác nhiều, với kích cỡ lớn nhỏ của thùng rác không hề có liên quan. Cho cậu căn nhà này làm bãi rác, để cả đời khỏi đổ rác luôn nha. Tôi nghe nói, 90% rác thải trong các bãi rác này do anh thải ra đó nha. Cậu dám nói câu này chứ gì? Vậy sau này, móng bút điên sữa để trong tủ lạnh này, khỏi làm sẵn để cho ai đó hưởng luôn. Cái gì đây ta? Thùng rác hả? Không cần phải lớn lắm đâu. Anh đúng. Âu Dương. À, chào buổi sáng sếp Lý. Vô bảo vệ nghị viên làm tốt lắm. Thank you sir. À, đầu tuần sau anh phỏng vấn rồi. Tôi tin anh sẽ thắng đó. Thứ bảy sắp tới này á,
Tôi đã hẹn với các sếp lớn chơi golf rồi. Sếp lớn cũng sẽ đi. Anh đi chung nha. Cũng được. Lâu rồi tôi không chơi, cũng muốn tập luyện lại một chút. Thứ bảy này á, 8:30. Biết địa chỉ chứ? Biết. Được rồi, thứ bảy gặp. Ok. Sếp Âu Dương, ngay cả sếp Lý cũng nói tôi tin anh sẽ thắng. Xem ra phải đặt bàn sẵn để mừng anh lên trước rồi. Khiêm tốn chút đi, tới lúc đó mới tính. Ý, bên đó kìa. Sếp Âu, DC66847. Tôi nói cho anh biết một bí mật. Thật ra tôi họ Âu Dương. Tên của tôi là Âu Dương Thông. Thông là thông trong thông minh. Clever, không phải hành tây, onion. Sorry sir, bên kia có người đang tìm sếp. Dương Thông, nhận tiền đi. Chỗ này là ông dụ dỗ má của tôi, tức chết ba của tôi, rồi dụ má của tôi chuyển tên cổ phần của má tôi sang cho ông với số tiền là tổng cộng 3 triệu đô. Ông đếm từng tờ thật kỹ cho tôi. Sếp Châu. Ờ, phải rồi. Cậu có nghe nói vụ dưới sảnh tòa nhà sáng nay không? Lúc đó tôi cũng có mặt mà. Thật không ngờ Âu Dương này lại như vậy. Đội của chúng tôi ưu tú nhất là anh ấy. Nhưng không ngờ phẩm chất cậu ta lại tệ vậy, tiếc thật. Tôi còn dự định vào thứ bảy tuần này hẹn ảnh đi đến Gôn. Gôn thì vẫn tiếp tục chơi, nhưng còn những chuyện khác cậu ta đừng hòng nghĩ tới. Nè Raymond, tôi vừa mới nghỉ cả tháng trời xong, cập nhật tin tức chút nhé. Có phải sếp Âu Dương phỏng vấn lên trước không? Anh ấy mời chúng ta đi đâu ăn mừng lớn đây. Đừng nói lớn vậy mà. Chuyện gì vậy? Sếp Dương Thông gặp rắc rối rồi. Hả? Rắc rối gì vậy? Tôi kể cho anh nghe sao. Nói chung khi gặp anh ấy tuyệt đối đừng nhắc hai chữ phỏng vấn nữa, ok? Sếp. Sorry sir. Nè, nghe nói người mà Âu Dương Thông bên G4 dụ dỗ kia là vợ của người bạn thân của anh ta đó. Hả? Sao đi tiện dữ vậy? Biết ngay mà, cho nên mới tức chết người bạn thân đó. Nè, các cô biết gì không? Anh ta mấy lần lên gặp tôi để lấy văn phòng phẩm cũng thường hay nhìn chằm chằm vào ngực của tôi đó. Các cô có nghĩ nhiều quá không vậy? Đặc biệt là cô đó. Thứ nhất, cô nói tôi nhìn cô, thị giác của cô có vấn đề không vậy? Tự hiểu đi. Thứ hai, người đó không phải bạn của tôi. Thứ ba, anh ta không phải tức chết mà là bị tôi đâm chết. Cùng nhau ăn đi. Tôi no rồi. Tôi cũng có việc làm, tôi lên trước đây. Tôi cũng vậy nữa. Sếp Dương Thông, bọn họ nói cho tôi biết anh vào đây rồi. Thật ra mấy chuyện lên trước này đó không có gì phải to tát hết. Nếu lần này không được thì lần sau vậy, cũng đâu bị cắt giảm lương đâu. Nè, lần này coi như mình thực tập đi, lần sau nhất định sẽ trúng mà, có đúng vậy hay không? Không cần phải vậy đâu. Ra đây đi. Ê, sư huynh, xin lỗi nha. Ê, anh ấy đâu có thích đi tầng này đâu. Tôi biết ngoài việc anh ấy lên chức thất bại ra, còn vì những chuyện khác nữa đó. Là vì có một cô gái đem số tiền lớn tới gây phiền phức chứ gì. Thật không hiểu sếp lớn đang nghĩ cái gì nữa, đâu có liên quan đâu. Nè,
Sau khi anh ấy gặp chuyện thì không nói gì hết, chúng tôi không ai dám hỏi. Nè, anh với ảnh là anh em tốt, quan tâm anh ấy một chút nha. Được rồi. Nói gì thì nói, cô gái đó là ai vậy hả? Nếu là những người bạn thật sự, tuyệt đối sẽ không truy hỏi việc mà đối phương không muốn nhắc tới đâu. Rửa tay đi. Ừ. Tuần sau anh phỏng vấn lên chức rồi, tôi tin anh sẽ thắng. Đội của chúng tôi ưu tú nhất là anh ấy. Nhưng không ngờ phẩm chất cậu ấy tệ vậy. Tôi còn dự định vào thứ bảy tuần này hẹn anh đi đánh gôn nữa. Gôn thì vẫn tiếp tục chơi, nhưng còn những chuyện khác cậu ta đừng hòng nghĩ tới nữa. Tần Vĩnh Hy, nếu như anh cần một người bạn để mà tâm sự nỗi lòng, thật ra tôi cũng là một cái thùng rác biết nghe đó. Anh có hiểu không vậy? Xin lỗi nghe. Chúng ta đối đãi giữa con người với nhau, thắng thua là một chuyện rất bình thường. Không cho tôi lên chức không sao hết, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không sao hết. Nhưng mà không thể nào lại lên chức cho tên họ Mông đó chứ. Ảnh đúng là người giống với họ vậy. Họ trong họ tên đó là Mông, Mông luôn đó. Có hiểu không? Tôi biết. Tôi biết anh hiểu mà. Cạn. Cạn. Còn nữa nha, tôi thấy không phục nhất chính là gì chứ? Anh biết cái gì là người giỏi làm việc giỏi không? Mà... tôi biết anh biết. Bọn họ đó, chỉ vì một câu chuyện mà họ không ai biết đầu đuôi ra sao, đã nói phẩm chất của tôi có vấn đề rồi. Tôi đó, phẩm chất của tôi có vấn đề. Như vậy đã phán tôi tội chết. Anh nói đi. Sao sao, nói đi chứ, có công bằng không? Yes. Yes. Oh no. No. Cạn. Cạn. I love you. I love you too. Đây là cái thế giới gì vậy trời? Không có đạo lý. À! Nhưng trên thế giới này có công lý. Làm người và làm việc đều có lúc lên lúc xuống thôi. Như vậy đã đánh gục anh à? Ok, ok. Nè, tôi không xem thường anh như những người khác, nhưng mà nhìn bộ dạng say xỉn của anh thì đúng là tôi nhầm. Với tính cách của anh, làm sao có thể nhịn được và ở lại G4 nữa chứ. Tôi cho anh một cơ hội, đến bộ giao thông Đông Cửu Long của chúng tôi làm lại từ đầu. Sếp Trần à? Không, là sếp Quách. Xin lỗi sếp Quách, tôi là tổng đốc sát G4 đó. Qua bộ giao thông giúp cho anh sao? Nói khó nghe một chút, qua đó gắn biển cảnh báo hả? Ok. Ok. Nè Âu Dương, đợi anh tỉnh táo hơn rồi á mới trả lời tôi cũng còn kịp. Thứ tư lên tìm tôi nha. Ok. Thường Tiếu. Nói đi. Ông Âu, tiền thì ông đã nhận rồi,
Khi nào mới chịu lên văn phòng luật sư làm thủ tục đi hả? Cô gái, nếu như cô đã có thành ý sáng sớm tinh mơ gọi cho tôi, vậy thì làm phiền cô kiên nhẫn một chút nghe tôi nói nha. Thứ nhất, tôi họ Âu Dương. Không phải họ Âu, tôi tên Âu Dương Thông. Không lẽ tên của tôi là Củ Hành Tây sao? Cô cũng là người Hoa mà. Làm ơn động não chút đi. Vẫn chưa cướp máy sao? Tức là vẫn đang nghe rồi. Vậy tôi tiếp tục nói nha. Thứ hai, tôi nghĩ cô đánh giá quá thấp đối phương rồi. Thật ra cô có biết bây giờ cô đang giao đấu với người như thế nào hay không? Tôi đó. Hôm đó cô đem tiền tới thách thức tôi. Không phải rất hống hách, câu nào con ấy đanh thép lắm sao? Sao bây giờ giống như con sứa mất nước vậy? Gì đây? Cô sợ đưa tiền tôi xong tôi không thừa nhận hả? Hôm đó rất nhiều đôi mắt nhìn vào ông. Ông dám? Thì cô đoán xem tôi có dám hay không? Cô đoán được đáp án nhớ gọi cho tôi nha. Cảm ơn cô vì đã kiên nhẫn. Tạm biệt. Nè! 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 Anh biết em rất thương con gái. Nó không biết chuyện giữa hai chúng ta. Không sao hết. Anh không sao hết. Nhưng mà cũng đâu phải lỗi của một mình anh đâu. Em có biết không? Con gái em chạy tới đồn cảnh sát kiếm chuyện với anh kìa. Những lời nói của nó còn khó nghe hơn là chửi tục nữa. Nếu như không phải vì em, từ giây đầu tiên nó mở miệng thôi, anh đánh nó ngay rồi. Em nhìn anh làm gì? Anh biết em muốn nói gì mà. Nó là người thân nhất của em đúng không? Nhịn, đúng không? Thì anh nhịn, nói chút thôi. Tiêu, dậy đi con, ăn sáng nè. Nè, thức dậy đánh răng ăn sáng đi con. Nè, dậy đi, đánh răng rồi rửa mặt đi. Dậy rồi nè. Sao con giận đùng đùng vậy chứ? Ai đã chọc giận đại tiểu thư nhà ta vậy? Ông mập đó đó. Ờ, cái tên mập đó đúng là đáng chết mà. Nhưng mà ông chọc giận con nhìn dễ thương ghê. Đại tiểu thư Thường Tiểu, công ty vận tải Xa Tử Ký. Mặc kệ ông, ngồi dậy đi ăn sáng đi. Ê, thật ra nói gì thì nói, bắt một đứa con gái như con sáng mở tối đóng ở tại công ty, trong lòng của ông chú Út rất không thoải mái đó. Ủa, không phải sáng đóng tối mở sao? Tại sao lại là sáng mở tối đóng vậy chứ? Đây chính là tính hài hước đặc sắc của tiếng phù quản. Rõ ràng là chuyện rất rất thê thảm. Cố ý nói ngược câu nói để con dễ tiêu hóa hơn đó mà. Tiêu hóa rồi. Bộ ông chưa tiêu hóa sao? Bởi vậy lúc nào ông cũng nói với người anh đã mất của ông là cháu gái của anh ấy là người có năng lượng tích cực nhất ở trong căn nhà này. Ông ngoại mới giỏi rồi. Lúc nào ông cũng nói năm xưa một mình ông ngoại con lưng cộng bánh xe, cứ như vậy mà bơi tới đây rồi nè. Anh hai của ông đúng là giỏi thật mà. Tới đây chưa đủ 10 năm đã mua được chiếc xe tải đầu tiên rồi. Sau đó càng làm về sau sở hữu luôn đội xe và cửa hàng của riêng mình nữa. Nhưng má của con cũng có công lao đó. Căn nhà này cũng là má của con kêu ông ngoại mua đó. Ngoại lúc nào cũng nói thà mở rộng cửa hàng cũng không muốn chôn tiền vô đống gạch thôi mà. Mai mà ngoại của con chịu nghe lời má con khuyên chia tiền ra đầu tư, nếu không thì cửa hàng đâu có được như ngày hôm nay chứ. Nhưng mà đáng tiếc vì một tên gian phu làm cho hai cho con trở mặt. Sau đó ba của con bị đụng xe, cả nhà con tan nát hết trơn, đều do tên xấu đó gián tiếp làm hại đó. Má của con không biết có phải bị bệnh tới nỗi hồ đồ hay không nữa. Trước lúc lâm chung đem nửa tiệm này tặng cho tên xấu xa đó. Đừng nhắc nữa. Nói chung một nửa cổ phần có tên của má con đã mua về hết rồi. Tên xấu đó chạy lên văn phòng luật sư để ký giấy tờ rồi hả? Vẫn chưa. Con tới tận đồn cảnh sát, rất nhiều đôi mắt đều nhìn ông ấy, không có chối được đâu. Đúng là cậu hổ dành bé đành đá nha. Cảnh sát và con cũng dám thách thức nữa. Con là người làm đúng mà, sợ gì chứ? Nhưng mà tự nhiên là dân 3 triệu đô cho tên khốn đó dùng, thật không có đáng đâu. Nếu không phải vì ông chú Út, con đã không cầm cố nửa tiệm bên đó cho dây, chuộc lại cổ phần từ tên xấu xa đó rồi. Ông và các nhân viên đều phải nhờ vào việc làm ăn này để kiếm sống. Cho dù không phải, thì con cũng không muốn nhìn thấy tên Âu Dương Thông đó mua hết một nửa tâm huyết của ông ngoại như vậy đâu. Đúng. Bắt đầu từ hôm nay, ông chú, cháu gái, chúng ta cùng giao bắt tay hợp tác.
làm tốt xa tử ký. Yeah. Ông sớm quá. Ê anh Quy, đại tiểu thư, chào buổi sáng. Chào anh, đã ăn sáng chưa? Tôi ăn rồi, tôi đi làm việc đây. Được. Con đi đánh răng. Ok. Phải, tôi đang trên đường tới. Của anh 11 được. Kẹt xe mà. Anh tưởng tôi muốn vậy hả? Cảm ơn. Thôi đừng có hố tôi nữa. Đúng rồi, vận tải xa tự ký đây. Anh có món hàng chút nữa giao đường dĩ nghiệp đúng không? Được, 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 được. Chiếc xe tải dọn phía trước, biển số SB928 vừa lòng dừng sát ngay vào đây. Tôi chết rồi. À sếp, thật lòng xin lỗi sếp. Xin lỗi sếp. Cô không cần nói nhiều. Hồi nãy cô vượt đèn đỏ, lấy bằng lái và căn cước ra giùm đi. Sếp ơi, hình như giấy tiền của tôi mất rồi. Cái gì? Dạ cô Thương. Luật sư Đới Chính Quân, văn phòng luật sư Đới Quang. Ví của cô đây nè.就算不想失去，可不可能放得开？早知信心有害，冷静与情感竞赛，这种感觉为何障碍？痛淡觉得精彩，在错的景点，在错的一天，就让美好记忆也沉淀，放在面前一串礼物，装作看不见，我怕又再。